Vậy là tựa game Arena Breakout của VNG đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam của chúng ta vào 8 giờ sáng ngày hôm nay hay sao nhỉ? 8 giờ sáng hay là 9 giờ sáng gì đó. Thì con game này ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam bởi nhà phát hành VNG. Thông tin con game này về Việt Nam bởi VNG cũng có được một thời gian dài rồi. Tuy thế thì đến ngày hôm nay thì con game này mới ra mắt anh em nhé. 8 giờ sáng ngày hôm nay, 27 tháng 7. Game này hình như bản quốc tế là do Level Infinity phát hành. Và Level Infinity thì là công ty con của Tencent đó anh em. Nó là công ty để mà phát hành những cái tựa game của Tencent tại thị trường quốc tế anh em ạ. Ok. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng khám phá xem con game này có cái gì hấp dẫn. Không biết là với cái độ bão hòa của những cái dòng game kiểu bắn súng dạng như thế này thì con game này có cái gì mới, có cái gì thu hút người chơi. Lưu ý này, mình đang trải nghiệm con game này với cái đồ họa nó phải gọi là cao đấy anh em ạ, phải gọi là cao chứ không phải là dạng bình thường đâu. FPS thì con game này nó hỗ trợ FPS khủng khiếp vãi chưởng. Và cái đồ họa của con game này nó để cũng rất là cao. Tuy thế thì mình sẽ để nó là một dạng tầm cao thôi, chứ còn cực cao hay là siêu lét các thứ thì mình không để được. Tại vì là nếu mà để cái đồ họa như vậy mà chơi game con game này thì chúng ta sẽ có cái tình trạng nó nóng máy đấy anh em ạ. Con game này nó nóng máy chứ không phải đơn giản. Mình sẽ để dạng kiểu cao thôi. Và cao thì sau một lúc trải nghiệm thì mình thấy là nó cũng nóng máy đấy anh em. Bản quốc tế thì hình như con game này có cái client ở trên PC hay sao ấy. Không biết bản mobile, bản Việt Nam của chúng ta thì nó có cái bản client PC hay không, hay là chúng ta phải tải ở trên giả lập để chơi. Đây là một con game dạng kiểu bắn súng này, kết hợp với yếu tố dạng sinh tồn, kết hợp thêm cái kiểu đó là trí tuệ nữa. Tại vì là con game này chỉ cần chúng ta bị gọi là tiêu diệt trong cái trận đấu là chúng ta sẽ mất hết đồ đạc, nó kiểu như vậy. Đấy, nên là chúng ta sẽ rất là cẩn thận để mà có được một cái trận đấu toàn vẹn. Đấy, chúng ta sẽ đi vào các ngôi nhà hay là lại những cái khu vực có những cái vật phẩm và chúng ta sẽ nhặt những cái vật phẩm đó, hay là tiêu diệt kẻ địch và nhặt những cái vật phẩm mà kẻ địch có để mà cho vào trong túi của chúng ta. Khi đó thì khi khi mà chúng ta muốn giữ nguyên toàn bộ những cái vật phẩm mà chúng ta đang có ở trong ba lô thì chúng ta sẽ phải chạy đến cái địa điểm ở trên cái bản đồ để mà chúng ta rút lui khỏi cái trận đấu đó, thì khi đó là toàn bộ những cái đồ chúng ta sẽ được toàn vẹn. Còn nếu mà để tiêu diệt vì bị người khác tiêu diệt thì người ta sẽ nhặt hết toàn bộ cái đồ của anh em, thì khi đó chúng ta sẽ mất, hình như mình nhớ không nhầm là nó mất toàn bộ cái đồ chúng ta có hay sao ấy. Thêm vào đó nữa là ở trong cái video ngày hôm nay thì thực ra thì mình cũng không phải là một người bắn súng và cũng không phải là một người yêu thích bắn súng lắm. Những cái trò chơi bắn súng của mình thường thì nó khá là gà, nhưng mà có một vài những cái tựa game bắn súng khác thì mình tập trung mình chơi thôi. Chứ còn những cái dòng game kiểu như này thì khá là gà, mình bắn nó khá là chậm ấy. Nên là cái phần kỹ năng trong cái video ngày hôm nay thì anh em bỏ qua cho mình. Trận này thì mình cũng chơi được một hai trận thôi và mình cũng mới quen lên game thôi. Nên là chúng ta sẽ cần phải có nhiều những cái trận đấu nữa để mà củng cố thêm cái kỹ năng. Đặc biệt là đối với mình, củng cố thêm cái kỹ năng bắn súng. Bắn trong con game này anh em nhé, Arena Breakout của VNG. Kỹ năng bỏ qua cho mình, tập trung vào gameplay cho mình. Xem con game này sở hữu cái đồ họa ra sao, cách chơi như nào. Đấy, rồi là cái độ giật của súng hay là cái độ chân thật của con game này nó có ổn áp hay không. Nói chung là con game này nó giống như kiểu là như ngoài đời ấy. Nó giống như kiểu ngoài đời thực ấy. Chúng ta chỉ cần bị kiểu tiêu diệt cái là mất hết đồ. Đấy, đơn giản là như thế thôi. Những cái tính năng của con game này, nhặt đạn thay đạn trong túi các thể loại thì mình cũng đang dần dần quen quen đấy. Trận này thì mình hơi hơi rối trong cái vấn đề đó là thay đạn hay là nạp thêm đạn cho súng của mình, hơi hơi rối một tẹo. Do là VNG phát hành ở Việt Nam chúng ta nên là con game này sẽ có toàn bộ tiếng Việt. Trước đó thì mình đã có cái video về con game này rồi và tiếng Việt của con game này thì nó cũng gọi là khá là đầy đủ ở bản bản test trước đó rồi nha. À không phải, nó là bản quốc tế, nó update tiếng Việt rồi chứ không phải là bản test anh em ạ. Đến ngày hôm nay chúng ta sẽ chính thức được tải bởi trên Set Play và Apple Store ở Việt Nam chúng ta. Anh chị em chỉ cần tìm cái tựa game đó là Arena Breakout VNG, hoặc là có thể là click link dưới phần comment của video này. Mình sẽ để link tải cho anh em trên Android và iOS, trên Set Play và Apple Store. Còn game này mà có trên client trên PC thì nó sẽ dễ chơi hơn đấy. Tuy thế thì hiện tại mình đang khá là nghiện con game Naraka Blade Boy ở trên mobile. Naraka Blade Boy Mobile. Arena Breakout này thì chủ yếu là mình giới thiệu cho anh em gameplay thôi.
Chứ còn lại nói về cái vấn đề đó là gắn bó với con game này thì chắc là mình cũng không đâu anh em. Chơi một vài trận giải trí thôi. Có trên PC thì tải thử về chơi xem thế nào, còn không có trên PC thì mình cũng không chơi ở trên mobile. Nên nó không phải là cái gu game của mình anh em ạ. Nó không phải là một con game mà mình thể loại mà mình yêu thích. Mình yêu thích những cái tựa game kiểu thẻ tướng, kiểu đồ họa đẹp, nó kiểu dễ chơi, có thời gian chơi cũng được mà không có thời gian chơi cũng được. Chứ không phải là cái kiểu game bắn súng như thế này. Đấy, đối với mình thì không thích thôi, nhưng còn những anh em nào yêu thích dòng game bắn súng mà kết hợp yếu tố sinh tồn mà kết hợp với kiểu trí tuệ thì đây sẽ là con game phù hợp với anh em. Nói chung là không biết nó có phải là VNG, hình như là VNG đồng phát hành với Arena Breakout để phát hành tựa game này tại Việt Nam chứ không phải là mua đất, nên là VNG chỉ có cái quyền loanh quanh ở cái vấn đề đó là nạp game, hỗ trợ game thôi, hỗ trợ cộng đồng thôi, chứ còn lại thì mọi thứ quyết định thì đều ở level Infinity thì phải. À, chúng ta có thể là nạp bằng thẻ Gaia, bằng thẻ VNG, bằng thẻ Zing. Chúng ta có thể là login đăng nhập bằng rất là nhiều những cái tài khoản khác nhau. Vì thế thì mình không không thấy có cái tài khoản của VNG dạng kiểu đồng phát hành thôi. Bản của VNG này khi mà chúng ta vào game thì nó sẽ là mùa thứ 5 rồi. Nó là mùa thứ 5 nha anh em. Chứ không phải là chơi lại từ đầu cái mùa từ đầu của tựa game này đâu. Nó là mùa thứ 5 rồi. Game này thì nhớ là nó sẽ có trực tiếp ở trên Set Play và Apple Store của Việt Nam. Chỉ cần tìm đó là Arena Breakout VNG là chúng ta có thể là tải trực tiếp được mà không cần phải làm bất cứ những cái gì lằng nhằng các thể loại để có thể là chơi được game. VNG phát hành nên là nó sẽ có mặt trên Store của Việt Nam. Nếu mà anh em có điều kiện có những cái con máy mạnh anh em thử test cái đồ họa cao nhất của con game này mà xem. Cũng ra gì phết đấy. Cực kỳ ra gì và này nọ luôn anh em ạ. Trải nghiệm thì anh em sẽ thấy là con game này nó ổn áp về mặt đồ họa. À, về cách chơi của con game này cũng hấp dẫn. Tuy thế thì nó không phải là một kiểu cách chơi mà nó có thể là phù hợp với tất cả mọi người. Nó là một cách chơi theo sở thích của từng người. Đấy, còn lại một đoạn gameplay ngắn nữa. Nó cũng kiểu là nó kiểu là củ chuối dở hơi thôi. Tại nó không phải là một cái trận đấu nó quá là pro về mặt kỹ năng, mà chủ yếu là cho anh em xem gameplay. Đấy, anh em có hứng thú xem hết thì có thể là xem hết, còn không thì anh em có thể là dừng đến cái đoạn này để mà chuyển sang những cái video mới. Rất cảm ơn anh em đã xem đến cuối cái video này và chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.
The magazine in your chest rig is empty. Remember, bullets need to be loaded into the magazine before switching mags. Hey, rookie, what are you doing? Remember, bullets need to be put in magazines if you want to reload. The magazine in your chest rig is empty.